đến từ Singapore. Với công thức gia truyền qua 4 thế hệ, mứt Kaya House được sản xuất tại Singapore và có nhiều năm kinh nghiệm tại các thị trường tiên tiến. Đến năm 2022, mứt Kaya House đến Việt Nam với sứ mệnh góp phần hỗ trợ cho cuộc sống của phụ nữ Việt Nam. Mứt Kaya House truyền thống được làm từ nguyên liệu chính là trứng, nước cốt dừa và đường, ăn kèm với lát bánh mì giòn rụm nóng hổi, tạo nên hương vị béo ngậy và ngon khó cưỡng. Mứt Kaya House góp phần làm cho cuộc sống của phụ nữ Việt Nam trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Mứt Kaya House có thể dùng với bánh mì Việt Nam và các loại bánh khác. Ngoài ra, còn được dùng như một loại nguyên liệu để làm các loại bánh ngọt được yêu thích tại Việt Nam. Ngoài hương vị truyền thống, mứt Kaya House còn có cả sự kết hợp hoàn hảo với những nguyên liệu như sô-cô-la, sầu riêng, matcha. Kaya House, mứt phép tuyệt vời cho bánh mì.